Ở đó đột nhiên xuất hiện một con vật thật đáng ngạc nhiên. Cùng kiểm tra nào, đây là loài vật gì nhé? Thế giới này thật tuyệt. Hãy tiếp tục học nào. Máy tính bảng thông minh. Kích hoạt. Lồi, thân dẹt, chân tay nhỏ xíu, đuôi cong, tắc kè hoa. Tắc kè hoa là bậc thầy ngụy trang trong tự nhiên. Chúng có thể thay đổi màu sắc và hòa lẫn vào thiên nhiên. Mình biết rồi, đó là một chú tắc kè hoa và chú có thể thay đổi màu sắc. Bạn đúng rồi, tắc kè hoa là bậc thầy ngụy trang. Tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc của bản thân theo màu sắc môi trường xung quanh. Nhờ đó, tắc kè hoa hòa mình vào thiên nhiên và biến bản thân trở nên vô hình. Wow! Thật thần kỳ, ước gì mình có thể thay đổi màu sắc. Mình cũng muốn biến thành chú vịt cầu vồng đẹp nhất. Không chỉ có khả năng thay đổi màu sắc, tắc kè hoa còn là một chuyên gia bắt côn trùng nữa đấy. Ồ? Tắc kè hoa bắt côn trùng như thế nào? Các bạn nhỏ, các bạn có biết tắc kè hoa bắt côn trùng bằng cách nào không? A. Cuốn chặt côn trùng bằng đuôi. B. Bắt côn trùng bằng chân. C. Dùng lưỡi dính vào côn trùng. Đúng rồi, bạn đúng rồi. Các cơ trên lưỡi của tắc kè hoa rất phát triển. Khi con mồi đến gần, tắc kè hoa nhanh chóng phóng lưỡi ra, tóm lấy con mồi, rồi đưa lưỡi trở lại miệng. Phóng lưỡi của mình ra, bắt côn trùng, tắc kè hoa thật thần kỳ. Còn có điều thần kỳ hơn nữa cơ. Hãy nhìn kìa. Thay vì chạy trốn khỏi kẻ săn mồi, tắc kè hoa sẽ thay đổi màu sắc để tránh bị phát hiện. Cùng kiểm tra nào. Tắc kè hoa sẽ thay đổi màu sắc theo môi trường để thoát khỏi kẻ săn mồi. Qua, bạn đã học được gì về tắc kè hoa nào? Ồ, tắc kè hoa có thể tự biến bản thân thành tất cả màu sắc. Tắc kè hoa sử dụng lưỡi để bắt côn trùng. Tắc kè hoa thoát khỏi kẻ săn mồi bằng cách tự thay đổi màu sắc bản thân. Bạn nói đúng. Liệu nó sẽ nhận được huy chương gì đây? Huy chương bậc thầy xứ sở băng giá. Huy chương bậc thầy ngụy trang. Huy chương chiến binh siêu khỏe.
huy chương, bậc thầy ngụy trang. Những chú tắc kè hòa có thể ẩn mình bằng cách thay đổi màu sắc. Huy chương, bậc thầy ngụy trang thuộc về tắc kè hòa. Làm tốt lắm, hãy luyện tập một chút. Hãy cố gắng tìm ra tắc kè hòa nào. Tắc kè hòa. Tắc kè hòa. Tắc kè hòa. Hãy chược các thẻ để ghép thành một chú tắc kè hòa nào. Tắc kè hòa. Tắc kè hoa. Rắn. Hoa. Tắc kè hoa thoát khỏi kẻ săn mồi bằng cách tự thay đổi màu sắc bản thân.